Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái video đầu tiên, đó là thiết lập website trên Hosting thành công rồi. Như vậy là chúng ta đã có một cái website. Vậy làm thế nào để có thể tối ưu cái website này và có thể thay đổi những cái giao diện, cái là login và bắt đầu đưa những cái bài viết của mình lên website, thì xin mời bạn đón xem những cái video tiếp theo. Thì thông thường các bạn sẽ được nhận những cái file nhân bản của Forest Center. Tuy nhiên có một vài thay đổi, có một vài cái chính sách thay đổi nên Forest Center sẽ quyết định đóng cái chương trình này lại và hướng dẫn bạn một cách chuyên sâu hơn về website, đúng không ạ? Thì thông thường để tạo lập một website thì chúng ta làm một số cái bước cơ bản sau. Nhất có thể bật cái phần chia sẻ màn hình, đúng không ạ? Ok. Thông thường để tạo lập một cái website, đúng không ạ? Các bước làm website. Thiết kế web, đúng không ạ? Okay. Website. Thì bước 1 á, chúng ta sẽ tiến hành là thiết lập website trên Hosting, đúng không ạ? Thiết lập website trên Hosting. Thì cái video đầu tiên chúng ta đã tiến hành cái bước này rồi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành tối ưu, đúng không ạ? Bước 2 là tối ưu. Tối ưu. Bước 2 là thiết lập cơ bản, đúng không ạ? Thiết lập cơ bản. Thiết lập ban đầu đi, đúng không ạ? Thiết lập ban đầu cho website. Bước 3 là chúng ta sẽ tiến hành cái login cần thiết. Và bước 4 là chúng ta sẽ tiến hành thay đổi giao diện, đúng không ạ? Thay đổi giao diện và tối ưu giao diện. Năm thì chúng ta có thể là quản trị web, đúng không ạ? Đưa những cái bài viết, những cái trang vân vân lên website. Bước năm là tiến hành quản trị web. Rồi, đúng không ạ? Thì cái bước đầu tiên chúng ta đã làm ở cái video trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước thứ hai, đúng không ạ? Đây là cái website mà Nhất sẽ tiến hành thiết lập cho các bạn, đúng không ạ? Thì bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành, đó là thiết lập ban đầu cho website. Thì các bạn có thể đọc thêm cái bài viết ở trên website của Nhất, đúng không ạ? Các bạn có thể search vào là thiết lập ban đầu. Các bạn có thể gõ cái từ khóa là ban đầu. Đây, các bạn đọc cái bài viết. Đây, các bước thiết lập cơ bản bước đầu cho website. Đấy, để các bạn biết, đúng không ạ? Thì bây giờ Nhất sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp bằng cái website này. Thì ban đầu các bạn xóa cho Nhất những cái bài viết mặc định đi, đúng không ạ? Ví dụ cái bài này thì các bạn tiến hành xóa đi, hay bỏ vào thùng rác này. Đấy. Xóa đi, xóa vĩnh viễn, đúng không ạ? Rồi cái phần trang cũng vậy. Rồi những cái trang mặc định chúng ta xóa đi. Rồi được chưa? Rồi tiếp đến thì các bạn click vô cái phần cài đặt này. Đấy. Các bạn cài đặt nhé. Rồi các bạn click vào tổng quan. Ở đây thì chúng ta sẽ cập nhật một số cái thông tin. Ví dụ như là cái tên website của bạn, ví dụ của Nhất này là Đào Xuân Nhất, đúng không ạ? Cái tên website này. Nơi hướng dẫn kiếm tiền online giúp bạn làm chủ sống. Đây là cái khẩu hiệu, đúng không ạ? Đấy. Đây là tên website, ví dụ như là ở đây là tôi giàu có. Các bạn có thể đặt một cái khẩu hiệu cho cái website của mình, nơi hướng dẫn kiếm tiền online cho cuộc sống. Nhớ tạm thời để cái này, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì các bạn cài đặt ngôn ngữ là tiếng Việt nhé, múi giờ là cộng 7 này, múi giờ là cộng 7 này.
định dạng ngày tháng đâu ạ. Đây, các bạn có thể chọn cái định dạng ngày tháng này, định dạng thời gian và các bạn tiến hành lưu thay đổi. Được chưa? Rồi, tiếp đến cái phần viết. Các bạn kéo xuống nhất, đúng không ạ? Các bạn tiến hành click chuột phải nhé. Đúng không ạ? Click chuột phải và các bạn mở cái tab này. Rồi các bạn copy cái những cái công cụ ping, đúng không ạ? Để cho những cái công cụ này nó sẽ tiến hành index những cái thông tin của chúng ta lên những cái kênh này. Rồi, chúng ta lưu thay đổi. Rồi tiếp đến cái phần đọc. Thì nếu như các bạn đang có cái trạng thái là như thế này, đúng không ạ? Có dấu tích này thì các bạn bỏ dấu tích đi, đúng không ạ? Hiển thị công cụ tìm kiếm, tức là chúng ta sẽ cho những cái công cụ như Google hoặc là những cái công cụ tìm kiếm index tìm kiếm được cái website của chúng ta. Nếu chúng ta ngăn chặn thì nó sẽ không tìm ra đâu, đúng không ạ? Rồi cái phần thảo luận này thì chúng ta có thể bỏ qua. Rồi media. Ở đây thì để tránh tốn dung lượng website thì chúng ta để mặc định, đúng không ạ? Chúng ta xóa hết đi, đúng không ạ? Rồi lưu thay đổi. Đấy, thì nó sẽ về không này. Rồi đường dẫn tĩnh. Thì để cho nó tối ưu SEO, đúng không ạ? Thì các bạn click vào tiêu đề bài viết, đúng không ạ? Tiêu đề bài viết cho nhất. Rồi các bạn lưu thay đổi. Đó, đấy là những cái thiết lập ban đầu, được chưa? Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo là cài plugin cần thiết nhé.